may, tay của em làm sao thế? Rung rung máu vì đường kiếm lưu luyến quá dối dàng. Có sao không em? Chúc mau tươi dương thân áo ngữ hàng. Em không đau gì vết tích mà em thấy buồn buồn ly biệt. Anh Nguyễn Cang, anh vẫn nhất định ra đi à? Phải, giữa thời loạn lạc kẻ cầm gươm đâu lẽ khoanh tay. Anh phải đi, vì cờ danh dự đang chờ tay danh tướng. Anh mộng làm danh tướng, đứng đầu tên Nguyễn Sổ anh hùng, qua vinh quang trải đỏ khắp đường trần để đón góp một anh hùng mã thượng. Đẹp đẽ thay giấc mơ nhung gấm, nhưng cũng buồn thay cỏ lạnh thảo trang xưa. Nhưng tại sao em lại buồn mà nói những câu buồn chứ? Anh ơi, em muốn nói hết nỗi ưu tư khi tiễn đưa người đi trong các buổi và đi trong những ngày đông mà tuyết rơi sương phủ với một thân cô lữ. Muôn vạn dặm quang sang anh nói trôi hải hồ, để cho anh bước nổi bơ vơ lạnh lùng khi gió mưa. Này đây áo em xin tặng cho người kim sĩ đơn cô, tuy thô sơ nhưng đậm đà tâm tình người song thương. Cảm ơn Kim Mai đã có lòng tặng áo này cho anh. Nguyễn Cang. Dạ. Đây là võ kim có khắc chữ Thái Gia chỉ bảo. Nay thầy giao cho con một trọng trách giữ gìn bảo vật của dòng họ Thái, và con chỉ rút ra khỏi võ khi nào con làm việc nghĩa. Dạ, khắc sâu lần sư phụ và xin bái biệt sư phụ. Con sẽ đi bằng cách nào? Đi bằng cây chèo và cánh tay này nè, cởi sông Tầm Dương. Kìa, anh Tiểu Sơn đã tới. Dạ, Tiểu Sơn đã tới để đưa con đi. Vậy Nguyễn Nga Càng xin giả từ anh sư. Ừ, thôi con đi đi. Chúc em mai ở nhà tơ, tơ cho khéo leo chữ hiếu phải vẹn lo. Anh niên vững dạ mà lập thân danh, nhưng con hãy nhớ lời của thầy khuyên, chua đau một thành gươm với nợ sang hà. Giả Triệu Sơn xin cứu từ để đưa bạn lên đường, một mái chèo này rẽ nước Tầm Dương. Thầy cũng cầu cho bền nghĩa thâm tình, thần gió xuôi buồm cuộc hành trình không gặp gian truân. Tầm Dương vào đổ tàn thu ấy, một kẻ ra đi chẳng hẹn về. Kim Mai, cô tên Kim Mai, đẹp quá. Kìa, ông là ai, từ đâu tới, tại sao lại biết tên tôi? Tôi là Chồi Hạ gặp mưa xuân, là đồi cát trắng được sông nguồn khai mạch nước. Tôi là kẻ đau chịu thuốc, kẻ đói gặp cơm. Kìa, trăng 16 cao lên khỏi núi, thảo trăng này không tiếp đón kẻ vô danh à. Kim Mai, tôi có danh, có tánh, có tước, có quyền. Danh là danh ghẹo gái, tánh là tánh bất lương, tước là tước sở khanh, còn quyền là quyền ăn cướp. Kìa, sao cô nặng tiếng với tôi? Phải, vì ông là người vô sĩ, vô liêm, từ phương nào tới đây ghẹo gái tơ một cách quá sổ sàng. Xem tướng ta là người quan cách, sao tỏ bài ngôn ngữ thật tiểu nhân với một gái không quen. Bởi lòng tôi cảm ơn cô nương, hồn mà chấp chờn của mộng đẹp yêu đương. Thôi im ngay và lập tức đi liền, nơi thanh cao không tiếp phường vô lương. Kim Mai, Kim Mai, tên kia, đứng lại đừng giở trò mua rối. Ông lại, ta là kẻ bạc tóc bạc nghĩa đời cay đắng, và ghét thương gia lạnh xếp ngày xuân, hết hàm ao mạo đài cần chống ngang tàn vũ bảo. Có phải ông là bạn đồng liêu với ngài Cao Thái Phó? Phải. Như thế thì ông đây chính là Thái Bảo Công. Dạ, kẻ này có mắt không trồng, xin ngài thứ lỗi cho. Bà Công. Dạ. Mang lễ vật tới. Khoan,
Mi là ai mà mang lễ vật? Dạ tôi là Cao Đạt, cháu của lãnh chúa Cao Thái Phó, phụng lệnh từ Giang Tân lặn lội tới đây để thỉnh cầu ngày đến Giang Tân dạy võ nghệ cho tướng binh quay hùng. Nay mai tới bình giặc bốn phương, ngài sẽ được công danh hầu. Thôi xin đừng nói chuyện công hầu, giữa thời loạn lạc nhiễu nhương dân đói khổ, bốn phương tranh hùng. Tôi gian cuộc đời cung kim công hầu, khanh tướng quy danh, giật giành tước phẩm ngôi cao để gieo khói lửa mau sương lan tràn. Nghĩa là ông từ chối. Dân không nại. Im, đừng hòng làm rung sợ những hạt bụi bám trên lớp áo võ sư này. Hãy thu gom vào võ. Được rồi, rồi ông sẽ quay ta. Chào ông. Ừ. Kim Mai. Dạ. Con hãy gấp rút đi đón Triệu Sơn, quay thuyền trở lại đưa thơ này cho Nguyễn Can. Dạ. À, quân cướp đã bại tẩu rồi. Dạ. Ơn cứu mạng của người sánh bằng non bể. Kẻ này được hân hạnh diện kiến với một anh tài, vậy xin trang sĩ cho được biết tánh danh, để có ngày đáp đền ơn trong muôn một. Tôi là kẻ chưa có danh gì cùng sông núi, xin tên họ e thẹn đi nuôi sông chăng? Có lẽ đại huynh chưa gặp được người tiên dẫn. Nếu thế thì tôi sẽ vì đại huynh hết lòng tiên cử với ngài Cao Thái Phó, là lãnh chúa Giang Tân rất trọng kẻ anh tài, là một người mưu đại nghĩa mở rộng đất đai, tiêu diệt bọn Đông Bình Dương là lũ thảo thấu tặc loạn. Còn ngài đấy là ai chứ? Tôi tên là Cao Đạt, giả dạng lương dân chiêu mộ các tài kim sĩ giang hồ, là một dịp mai xin đại huynh anh chớ có chần chờ, mạnh hổ cứ tung hoành và chiếm bằng mặt sức bài cao. Tôi mới xem qua tờ biểu dụ nên lòng tôi dành sẵn cho Cao Thái Phó một cảm tình, nhưng tôi là một kẻ nặng mang chi tàn tật, cho nên tôi chưa có muốn dừng bước tại sư Giang Tân. Nói như đại huynh nghĩa là bỏ vợ, một dịp mai để nắm chắc thân công hầu, mất thời cơ để thi thô tài cao, một đại nghĩa an bang để tạo cuộc sống được sang giàu. Lời ngài phân làm cho tôi thêm nghĩ ngợi, Cao Thái Phó là ai, người ấy có biết trọng dụng nhân tài, một vì dương mưu lợi ích cho đời, hay là một kẻ lợi dụng thế thời làm đồ tháng cho sanh linh. Tôi khen đại huynh là người biết thận trọng, nhưng cho tôi đi được đền ơn cứu mạng, là tiên dẫn đại huynh đến liền Cao Thái Phó. Nếu như chẳng bằng lòng thì đại huynh cứ việc ra đi. Lời ngài quá thiết tha làm tôi nể tình, tin với tiếng ngài Cao Thái Phó xem sao. Vậy ta hãy đi ngay kìa, bóng ác đã xế tà, quân sĩ hãy canh phòng xác chết của tên kia. Xác chết? Có kẻ mới giết người. Kìa, lại có gói hành lý và chiếc áo ngự hàng của anh Nguyễn Can bỏ đây. Hay là Nguyễn Can mới giết người? À, hai đứa kia ở đâu? Đứng đó, đứng lại. Im! Nếu như lũ bay mà sát vô thì cái chèo này không dĩ đó. Ê, thép mà đâu sợ gì cây. Sát vô anh em. Được rồi, tối lại. Xét cùng mình nó coi. Ha, thơ, có thơ bí mật ha. Dẫn về lãnh thưởng, đi. Dạ. Chi? Có xe của Nguyễn Tiên Phu đã đổ trước cổng dinh đường. Lui. Dân. Giáp binh. Dạ. Vệ sĩ. Dạ. Hãy sẵn sàng tước bỏ áo mão cần đây nó. Tuân lệnh. Cao Đạt, tại sao mới ngang nhiên lột áo mão của ta chứ? Vì có lệnh của Cao Thái Phó. Cao Thái Phó đối xử với ta như thế này à? Đừng mong, mi hãy nghe ta đọc bức thơ này. Nguyễn Can con, thầy biết con đã đi về hướng Giang Tân, thầy sợ con làm bọn ác gian Cao Đạt và Cao Thái Phó, nên thầy sai Triệu Sơn và Kim Mai tức tốc quay thuyền trở lại tìm con, để dặn con chớ dừng bước ở Giang Tân, và hãy thận trọng khi tuốt gươm ra khỏi vỏ. Thái Bảo Công. Thái Bảo Công sư phụ, giờ này con mới nhận được thơ của thầy. Quân sĩ. Dạ. Đi dẫn tên tố giác Nguyễn Can tới đây. Dạ. Kìa, nó tới kìa. À, Triệu Sơn, tại sao mày nhìn bưng quân không tỏ bài sự thật của lòng mày, lừa thầy phản tao đang tâm bán cựu nghĩa cô tri.
vì bạc tiền hư danh ta lìa cuộc sống bần khấu, hay mi quán thù vì ta mới đành lòng mới hại ta. Không không, nếu tôi là kẻ lừa thầy phản bạn ám máu máu cân đai, thì tôi còn giữ chi đây một chiếc áo cơ hàng. Mà chủ của nó đành tâm dứt bỏ ở gian rừng, khi điên cuồng chạy theo áo gấm theo qua quên một hình bóng dịu hiền đã ngược sống tầm dương. Góp từng sợi tơ để dệt thành một chiếc áo ngự hàng, để cho ai được ấm lòng trong những đêm đông trăng soi lạnh lùng trên đường thiên lý. Anh ơi, đây là một chiếc áo nghĩa anh, tuy thô sơ mà bền bỉ, và mỗi đường kim mũi chỉ nó ẩn kín một tâm tình. Nó không làm rạng rỡ quay danh mà tha thiết chân thành, vì nó là mồ hôi, là nước mắt, là sự nhẫn nại cần lao qua bao tháng ngày sương gió. Nó không dương mùi đình chung phu quý mà bền chặt nghĩa cô tri. Vậy bây giờ tôi xin trả nó về cô chủ để thân người đỡ lạnh trong những ngày không có áo mão cần đây. Anh Nguyễn Cang ơi, tôi không thể nói hết với anh rằng tại sao tôi tới đây, ở đây cho đến ngày gặp anh trong cảnh tình ngang tay. Mà tôi chỉ có thể nói rằng thằng Sơn này tay trái da nam chân dài sỏi đá đầu đội nắng sương. Nó đã từng cởi sống tầm thương và kinh thường lao nhọc, qua bao nhiêu năm vẫn một lòng căng trực như mái chèo rẽ nước ngược xuôi đi đến nơi về đến chốn. Thì anh hãy tin rằng Tiểu Sơn này để không bao giờ phản bạn, vì hư danh thì bị cám dỗ của bạc tiền. Không vì hư danh cám dỗ, nhưng tại sao anh lại ở đây, còn có bị tước hết quyền quý phẩm lộc? Thôi đừng giả ân giả nghĩa cao đạt, phải chăng âm mưu này bị ta sắp đặt từ lâu? Thái, ni khờ khạo quá nên đâu có biết rằng ta và mi là hai kẻ thù trên hai chiến địa. Quân sĩ. Dạ. Mi đưa bà mi đến. Dạ. Ô kìa Kim Mai. Kìa Nguyễn Huynh. Trời ơi, Kim Mai đã bội phản ta, đã khoác áo tân hôn cùng tên Cao Đạt. Được rồi, ta sẽ gặp lại mi trong một giờ phút khác. Nguyễn Huynh, Nguyễn Huynh ơi, Kim Mai không bao giờ bội phản tâm cao sang mà phủ bỏ nghĩa tâm giao. Đã từng mến nhau trong mấy lá cờ, em chỉ vì thương anh phải xa cơ thọ lấy tay nàng.
thôi, nàng đừng khóc, đừng than. Hãy theo ta bước vào phòng hoa đang chờ đợi. Hãy giang ra, người chớ mong chạm tới mình ta. Coi kìa, tại sao lạ vậy? Vì chia cao tầng hồn, giờ đây đã trở thành vô dụng. Khi chim mở bằng cao bài thoát đến anh giúp còn mi. Nàng nói sao hả? Ta già giờ ưng thuận để cứu người của ta thường thói cuộc đời bất lương. Xuống nè! Khoan, tôi xin ngài đừng ăn hiếp gái hiền quê. Mà nhục nhã danh mình lại còn bị miệng thế cười chê. À, Triệu Sơn dám cá gan buông lời nhục mạ quân gia. Lâu đài Triệu Sơn suốt kiếp ở rừng xanh. Đi! Thôi, xin tướng quân ấy mặc lại cho tôi chiếc áo tân hôn, chứ đừng bắt Triệu Sơn phải chịu án luôn đây. Ờ, có thế chứ. Hãy vùi dập thân tôi tan nát dưới tay ngài. Hãy dò xé linh hồn này thành tro bụi, cho lòng ngài thỏa mãn mong ấy. Thôi anh đừng tiếc thương chi, một bông hoa héo bên lề yêu đương. Mà anh Triệu Sơn phải chịu cảnh tai ương dương dòng lao lý. Cô Kim Mai biết điều lắm, thôi ta tha cho đó, về đi. Cô Kim Mai, xin cô hãy bảo vệ danh thơm nhi nữ. Đừng nghĩ tới tôi một kẻ hèn thôi. Không dẫu anh là người quê mùa mộc mạc, nhưng biết trọng nghĩa nhân và khinh rẻ bạc tiền. Không biết sợ gian lao, không hàng phục quy quyền. Anh là người đang sống thì không nên vì em mà quỷ hoại một đời trai. Nếu có thương em thì xin anh trở về thảo trang lo phụng dưỡng phụ thân. Còn em có mặt thời gian vùi chôn một kiếp qua tàn anh ơi. Triệu Sơn, ta tha rồi. Hãy đi đi, đừng ở đó mà chẳng toàn tính mạng. Thôi, anh ngại về đi. Thôi, Kim Mai hãy theo ta. Trời, Kim Mai, Kim Mai. Đứng im, chỗ đàn bà con gái người ta đi hái hoa, mà anh cứ rề rề theo hoài à. Anh thì kỳ quá à, chỗ người ta đi. Khoan, khoan mà giả lý. Xin nàng cho tôi hỏi chuyện này. Chuyện này là chuyện anh Nguyễn Cang, ảnh là anh ruột của tôi đó nàng. Phải người đã thắng các tay dũng sĩ, hiện làm cận tướng của Đông Bình Dương, được cảm tình với quận chúa Thủy Tiên. Phải ảnh là anh ruột của tôi đó nàng. Cô Dạ Lý à, tôi muốn hỏi thăm cô vậy chứ năm nay cô được mấy cái xuân xanh, có nơi gá nghĩa trao tình hay chưa? Anh hỏi thì em xin thưa, tuổi em còn nhỏ nên chưa có chồng. Em ơi trời mưa bồng bồng pháp phòng, em chưa có chồng, em ở với ai? Em ở cùng một mình em hả? Một mình buồn lắm em ơi, những khi mũi cắn không ai vú mùng. Nói vậy thì anh bằng lòng vũ mùng cho em phải không? Vậy thì đi theo em nè. Đi liền. Tên kia đi đâu? Dạ bẩm ngài. Dạ. Có phải mi là tên Bà Cung, bộ hạ của Cao Đạt không? Dạ bẩm ngài, con đã bỏ phe Cao Thái Phó rồi, để theo phe Đông Bình Dương. Dạ. Thầy,
Kìa, Triệu Sơn, sao con lại ở đây? Kim Mai đâu? Thưa thầy, vì muốn cứu mạng Nguyễn Căn, cho nên em Kim Mai mới thuận ưng cùng tên Cao Đạt. Trời! Dạ, đúng như vậy. Dạ, cô Kim Mai cô không chịu làm đám cưới, nên cô bị Cao Đạt giam trong ngục thất. Hẹn trong 3 bữa, nếu như cô không bằng lòng thì sẽ bị bêu đầu. Dạ, thưa thầy, bây giờ làm sao để giải cứu cho Kim Mai? Phải, tôi vừa nghĩ ra một cách. Bây giờ em xuống nhà giam mà nói rằng công tử biểu đi xuống nhà ngà ngục dẫn Kim Mai lên lầu, rồi em cùng với cổ mới dòng luôn, dòng mà một mạch thì ra tới rừng. Hay đó, vậy thì anh phải đi liền. Nhưng xin ngài phải ở đợi nơi đây, vì nhà trời tối tôi sợ con heo rừng. Ta ở đây đợi ngươi giải cứu, bằng chẳng được thì ta sẽ liệu mưu. Và cách này là chắc chắn thành công, con xin kêu chạy dông luôn 4 giờ. Mùa đông thiếu quê phong, chờ ai bóng chàng trai bước vào đây, bước từng sai đêm dài. Chờ ai mấy canh rồi buồn đêm bên sao rơi, lắng nhìn áng mây trôi giữa trời. Thưa quận nương, sao đêm đã khuya rồi mà quận nương chưa yên nghỉ? Còn ngài sao cũng chưa yên nghỉ, và ngài thức như thế được mấy đêm rồi? Có lẽ nhiều đêm lắm. Tại sao lại có lẽ? Vì lúc nào tôi cũng cảm giác cõi lòng mình chìm giữa đêm trường tâm tối, dầu lúc ấy là buổi sáng hay là buổi trưa. Ngài nói chuyện hay quá. Kìa, ngài có nghe thoang thoảng đâu đây một thư hương thơm? Một thư hương thơm của Hoa Thủy Tiên, mà Thủy Tiên là tên của một quận chúa. Nhưng kìa, tại sao quận chúa Thủy Tiên lại buồn? Hay kẻ này có điều chi xúc phạm? Dạ không, dầu làm tướng, ngài cũng có quyền tìm sinh thu nơi các loài kỳ hoa dị thảo. Và trong cảnh đẹp xinh của tạo vật, chúng ta đều có quyền trở về với con người bằng hình hài tình thương. Nghiêng là biết ta yêu đương xúc cảm, biết nghe tiếng chim đeo đùa, biết nhìn trăng mơ. Từ khi cánh tay này dung ươm, lòng như chỉ say mùi cung tân, nên quên đi trăng buông tơ trong những đêm huyền ảo, quên lắng nghe tiếng lòng có còn hoài mong. Kẻ này từng nghe la trở mình, nghe hoa nức nở, nghe tình yêu thương. Xin tương quân hãy theo em lên Thủy Tiên lầu. Kìa, trăng tà nghiêng bông, thời gian chẳng ngừng lại chờ ta. Đi, đi với em Nguyễn Can chàng. Bẩm tương quân, có 3 bóng đen ẩn vào nội thành. Chúng tôi vừa bắt được 1 tên gian tặc. Còn 2 tên kia đâu? Và còn đang lùng kiếm. Đưa tên ấy vào. Vâng. À kìa, một người đàn bà. Mi là ai? Vào đây với mục đích gì hả? Dạ, dạ thưa tiểu thơ. Không, ta là Thủy Tiên quận chúa. Hãy trả lời câu hỏi của ta. Xin Nguyễn tướng quân trả lời câu hỏi của quận chúa. Kìa, tại sao mi ăn nói lạ lùng thế? Đồ khốn mà. Nguyễn tướng quân chửi tôi à? Như thế nghĩa là gì chứ? À thôi, ta biết rồi. Ngài là con người giả dối. Chào ngài à. Dạ không, Thủy Tiên quận chúa. Thủy Tiên quận chúa, ha. Kim Mai, mày đến đây để làm gì chứ? Để cho anh biết rằng Đông Bình Dương cũng như Cao Thái Phố đều là những tên đế bá không đáng sợ. Và để bày tỏ với anh một vài lời,
mà từ lúc anh ra đi tới nay em chưa bày tỏ được. Bày tỏ cái gì nữa chứ? Hay là mới muốn đòi lại chiếc áo? Được, để ta trả lại cho. Nguyễn Quỳnh ơi, áo của em là tâm, là quyết, là tình thương em kết lại tặng anh. Đây nè, áo của nàng ta dùng vào việc chùi ở dưới chân, hôm nay ta trả lại là hết ân hết nghĩa. Chào nàng. Khoan, Nguyễn Quỳnh ơi, dầu anh cố tâm vùi dập nghĩa ân rẻ khinh manh áo, nhưng em tin anh đừng dội quên một giọt máu chân thành. Mà trong lúc tiễn đưa đã in trên thân áo Ngự Hàng, đó là giọt máu tinh anh từ đáy tim trinh nữ chảy theo nguồn rung cảm vô biên. Áo dẫu bạc màu mưa nắng, theo bóng người đen bạc đổi thay, nhưng theo tháng ngày nó chẳng mờ phai vì tình xưa nghĩa cũ. Tình xưa là gì mà nghĩa cũ là gì chứ? Phải chăng những danh từ đặt ra để gạt đời hải bạn? Trời ơi, Nguyễn Quỳnh ở dứt bỏ hết những ngày qua mưa nắng, nở nặng lời chửi nghĩa chửi ân mà không biết rằng ai đã đi lạc lối sai đường. Anh hãy nhớ dùng mà em một sự thật chán chường, vì chạy theo bả lợi danh mà anh đã một lần bị tước đai cân áo máu. Nếu không có em dám khoác vào mình chiếc áo tân hôn, thì biết đâu giờ này thân xác của anh đã bị chôn vùi dưới nấm mộ rêu phong. Nguyễn Huynh, tôi không ngờ anh là một kẻ bội nghĩa vong ân, nghĩ tiếc cho công phu thân tôi tuổi già sức yếu, run rẩy dưới tuyết trời đông luyện cho anh thành tay kiếm võ. Kim Mai, ngươi nguyền rủa ta. Nếu tôi là một kẻ không biết giữ lễ, thì tôi sẽ ném vào mặt chai mài đá của anh một câu nguyền rủa nặng nề hơn. Khốn nạn, khốn nạn. Nguyễn Can, tại sao anh lại đánh Kim Mai? Triệu Sơn, mày từ đâu tới đây can thiệp gì mày? Thằng khốn nạn mà. Trời, anh chửi tôi à? Tao chửi mày đó rồi sao không? Anh ơi, tôi từ ở trong các bụi bùn lầy dơ bẩn trồi lên đây để xem mặt kẻ bất lương. Dạ, tôi trồi lên đây để hỏi Nguyễn Can vị cho tại sao anh đánh Kim Mai. Anh nói đến người săn sóc cho anh từ bát cơm chân thuốc mũi chỉ đường kim, người đã hy sinh cứu anh thoát khỏi bàn tay hung ác của quân thù. Mày đến mày dạy khôn ta hả mày? Tôi đến đây bằng một lá gan của kẻ chèo đòn. Tôi tới đây tay không một khúc cây, một tấc tát, mà tôi đến đây để nói với người áo vải hài rôm. Người đã cùng tôi lặn lội dưới mưa giông, nhặt từng bó củi đổi gạo giang châu, và đã từng đã nâng nhau qua hồi đói con khát nước, và những khi rét mướt của buổi đồng tàn. Bây giờ mà chửi xéo tao hả mày? Tao cho phép thì về đi, ở làm thầy đời một hồi là chết rồi mày à. Chết à? À, anh giết tôi chăng? Tự nhiên. Thì anh cứ giết tôi đi. Anh giết tôi cho đậm đà thêm tình bạn, cho tỏ rạng nghĩa thâm giao. Anh cứ giết tôi đi, cũng như anh giết bao nhiêu người khác, thì chắc chồng cao ngất làm thang cho anh trèo lên tột bực mà giật lấy vinh quang. Áo mão xuê xoan, tha hộ anh chém giết, miệng sao đời của anh có hương, có sách, có rượu, có thơ, và anh đây được lắm của nhiều tiền. Đó là lẽ sống là công danh, chứ cần chi đánh giọt nước mắt mồ hôi đầy ân nghĩa của những người bạn hiền. Con áo thỏa hàng chi. Kiều Sơn, mày nói cái gì đó mày? Tao nói mày là cái thằng phản thầy phản bản. Thôi về của Kim Mai. Đoạn tuyệt hết nghe mày. Ừ, kể như đứt quai chèo này thì thay quai chèo khác chứ gì. Kẻ ấy đi rồi,
hãy bước lên lầu với em đi tướng quân. Nguyễn Cang. Ai thế Nguyễn Huynh? Kìa sư phụ, thầy đến đây để làm gì chứ? Để buộc con trở về đường chính, quay lại Thảo Trang, từ bỏ cam dỗ xa qua và bảo quyền. Thầy chỉ có quyền dạy tôi, thầy không có quyền bắt buộc tôi à. Đã đến lúc quá độ và cần thiết, thầy có quyền ghi cương con ngựa chứng, thầy muốn giết tôi à. Nếu tướng quân tỏ ra hèn yếu với một lão đạo tặc, tướng quân sẽ bị hại. Quận chúa an lòng. À, Nguyễn Cang con giết thầy. Thầy giang ra. Thầy Nguyễn Cang, ta không ngờ mi tài giỏi, mi cương quyết, lưỡi kim của mi thật sắc bén tinh vi. Mi dám tung ra khỏi gió để chặt đứt một cánh tay của một ông thầy đã rèn luyện cho mày được nên danh. Ta nghĩ tiếc công linh, chưa đâu có buồn vì thân sinh. Máu đó tuôn rơi ước mình, phải chăng trái càng mỏi thâm tình, sụp đổ bao công trình, chắc lìa lời đứng. Thầy đã hành động, Nguyễn Huynh không nên do dự kinh hoàng. Phải, đã xuống rung phải mạnh tay hơn nữa, bầm cho nát tan như một quá khứ tôi đen. Dẫu trong quá khứ ấy có đôi, có nó, có tình, có bạn, và mang nhiều nỗi niềm cay đắng nghĩa ân. Qua những cơn mưa nắng long đông, có những trái tim chung nhịp sông cơ hàng, trong những chiều mùa đông sương giăng lạnh khắp muôn trùng. Có những đường kim rung rung, xe sương hàng lên Thảo Trang, để rèn luyện cho một anh hùng, cho cuộc đời già gian sang. Có hình ảnh thước tha ôm thơ bên bếp lửa hồng, có người thôn dân đáy thuyền ngược nước sông, lo cho bạn hết lòng, không mang gì nghĩa ân. Thầy ơi, bởi con lỡ tay xúc phạm thôi, thôi máu tươi đã cạn ở tim rồi. Ta xin vĩnh biệt một người trọn đời ta không quên. Mặt sỏi đá sương hàng mưa tuyết phủ, hồn cô đơn tại lạnh mây đông rồi. Ôm vào lòng muôn vạn ý đời tươi, mà trong mây có nụ cười thân mến. Mà thôi, mình hãy giọt gươm cho đỡ lạnh. Hãy dừng gươm. Kìa, cô Kim Mai. Dạ, phụ thân em bảo em dâng cho em chung trà nóng nè. Dạ, miễn của tôi hàng ngày quen nước lá, chưa có lần nào được uống chén trà thôi. Anh thật là người chân chất. Dạ, đáng lẽ ra tôi không dám nhận chung trà. Kìa, tại sao thế? Vì tôi tự biết mình không phải kẻ tài hoa, thì không đáng hưởng chén trà liên tử. Kìa, anh Triệu Sơn, anh đừng nói thế, mà em buồn và thông phủ cũng buồn. Anh hãy uống đi rồi giật kiếm. À, Triệu Sơn. Sư phụ. Đầu con hãy cùng thầy giật lại đường kiếm cho. Vâng. Kìa, sao sư phụ rất gươm? Triệu Sơn. Dạ. Trong cuộc đời hồ hái của thầy, đây là lần thứ hai thầy rớt kiếm ra khỏi tay, mà lần này thầy thấy mệt. Triệu Sơn. Dạ. Thầy buồn là tự biết mình kiệt sức, nhưng thầy lại vui là thấy con đã tinh thông. Con đang lên theo ánh sáng dừng đông để thay thế một đêm tàn chìm xuống. Con là hy vọng của cuộc đời cùng kim, mà thầy đã dắt hết tình hoàng của kim pháp gia truyền. Bằng niềm tin thầy có tiếc gì công linh, chỉ
dạy cho con được lão thông để giữ mình trước giúp và dân lành, sau nữa tạo cuộc đời quang vinh. Đừng như Nguyễn Can đắm sắc say tình không còn giữ gìn một lời nguyện trung kiên. Bạch thầy chớ ngại lo cho bạc tiền hay tước quyền, sẽ mua được lòng triệu sân. Bạch sư phụ một trái tim con đây quyết dạ không sờn, giữ sạch tâm hồn dầu cho cuộc đời giông tố. Đường dài gian khổ mới biết sức ngựa, vì vậy thì con hãy khắc ghi một lời thề nơi đây. Kìa thầy ho nhiều, để con đưa thầy vào tránh tiếp. Sao hôm nay tuyết lại rơi nhiều, ao mình từng lỗ rách, con ao này cũng ấp lạnh được đôi phần. Anh Triệu Sơn làm gì thế? Dạ tôi tập tắm sương tuyết cho nó quen da lạnh. Kìa, sao Kim Mai lại buồn? Hay là tại tôi mặc chiếc áo này? Không, anh cứ mặc chiếc áo Ngữ Hằng. Phải, dầu nó là của một người khác, nhưng người ấy không bao giờ trở lại. Mà Kim Mai cũng vẫn chờ mong. Vì đâu có ai đoán lìa một cách dễ dàng dữ dĩ dàng. Kìa, một cơn gió thoảng, mấy chiếc lá vàng lìa bỏ cành xanh. Đã đến lúc lá phải xa cành, dù cành liên tiếp lá vàng cũng vẫn rung. Vì nó không tình không cảm, nó chẳng bao giờ tiện một kẻ ra đi. Nó chưa biết yêu và chưa biết tình khổ là gì, nhưng nó còn đau khổ hơn người được yêu và bị mù. Triệu Sơn nói sao? Tôi muốn nói một thứ tình yêu câm lặng, ôm cô đơn và chết lạnh dưới sương mờ. Như cội cây cô nơi quán trọ bên cầu, đã từng chứng kiến cho kẻ lữ hành cất bước và một người lao ngắn lễ tiễn đưa. Nhìn người ta tặng cho nhau kỷ vật ấy, anh chết mất cả cõi lòng, trong khi kẻ ở như người điên ở rằng nó là một vật vô tri, nó không tình không cảm. Có phải Triệu huynh mượn cành cây buông nhiều chiếc lá vàng rơi rụng để nói lên niềm tâm sự? Kim Mai ơi, Kim Mai cứ nhớ không trải qua biết bao đêm trăng sáng, mặt nước tầm dương đã dệt sông kim cương, có một mái chèo đưa Kim Mai xuôi ngược bán tơ tầm. Một chiếc thuyền đơn đang vượt sông âm tầm, mặc những lúc xuôi dòng ngược nước giữa nhiều canh sương lạnh nó phủ văng. Cô Kim Mai ngồi giữa khoang thuyền, dầu không nói một lời mà lòng tôi thấy ấm, quên hết mọi gian lao, mong cho tiền đầy đừng tới bên để đêm dài hay đưa được gần nhau. Kim Mai ơi, tôi đã yêu Kim Mai lâu lắm, nhưng tự biết mình không phải là khách tài hoa, cho nên tôi có nén lòng để dập tắt giấc mơ rồ dày. Nhưng Mai ơi, tôi càng dập tắt thì lửa lòng càng ngút cháy, để chỉ thở dài mà tủi tẻn thân đơn. Mãi cho đến một chiều thu năm ấy, không biết từ đâu tôi đưa về một chàng trai diện mạo khôi ngô, thế là tôi tự tạo giữa tôi và Kim Mai có một bức tường ngăn trở. Vì
từ đây nơi Thảo Trang bắt đầu có thêm một bốn người kiếm sĩ hiên ngang, mà đường kiếm đầu tiên đã cắt kè tia hy vọng, mà tôi đã dưỡng ân qua mấy độ đông tàn. Là gái như quá đời mới nở đâu, đọc suốt tim anh mang nặng khối u tình. Anh chưa nói yêu mà đã khổ, còn em đã nói yêu càng đau khổ nhiều hơn. Hỏi thế gian có mấy nghĩa yêu đương, mấy đường thơ đôi, mà cách tìm yêu luôn luôn bị buộc trói trong cảnh tình ngang trái suốt xa. Kẻ yêu bị phụ, còn người yêu không dám nói ra. Chịu sân phải chăng hai ta đồng một nỗi khổ đau? Và khi anh nói tiếng yêu, kẻ được anh yêu đã để nhạt đôi chút hương thơm yêu quá buồn rung cảm ban đầu. Kìa, hình như có quân giặc đến gần. Có lẽ quân Cao Đạt và Đông Bình Dương sắp trận, vì đây là một vùng nằm giữa hai phe. Quân dạ. Dạ, hãy tàn sát quân Cao Đạt. Dạ. Nguyễn Cang, hãy dừng binh và rút về, đừng gây máu đổ. À, Triệu Sơn, giữa tôi và anh thâm tình đã rạn nứt, nhưng đừng để nó tan vỡ. Xin anh hãy rút binh. Thôi Triệu Sơn, quyền mày chính nói chuyện. Thâm tình ta đến đây với áo giáp gươm vàng, cầm đầu quân binh đế mà trừ giặc loạn. Đâu phải tìm mi nói chuyện nghĩa nhân, mi lại ba qua làm thầy đời giảng dạy. Trốn đi mày ơi, mày đừng có ngu dại, rồi xa lìa con đò dập ở bên tầm giường. Nguyễn Cang, ta không ngờ ngươi tự tôn tự đại, xem người thế gian là ngu si, là ám muội, là yêu hèn, là nhát gan, sợ chết không dám đương đầu đối địch với một kẻ nhát khi trùng kỳ. Triệu Sơn thấy ra mày vẫn ngang tàn, nhưng ngày nào ta có một lá gan, ta muốn xem lá gan của kẻ chèo đò. Thì cứ nhảy vào để học thứ đường cun. Trời ơi, kim ta đã gãy. Kìa, Nguyễn Tướng Quân lại về đến Thủy Tiên Lầu, đúng vào lúc tôi cử hành hôn lễ với Cao Đạt. Thủy Tiên, nàng có chồng, nàng ưng Cao Đạt, nàng nỡ tàn nhẫn với tôi sao chứ? Không, không có vấn đề tàn nhẫn hay không tàn nhẫn. Trước đám cưới của một cô gái lấy chồng, đã tới giờ tôi bước lên xe hoa vĩnh biệt Tương Quân nha. Thủy Tiên, ta xé nát áo tân hôn. Ông ơi, xin ông đừng giận con và chú bạc, con là tay chân của quận chúa. Và con kính ông đừng chê chế cao mà ông đã ghét dơ và liền bỏ trong nhà. Hồi nay con lắng nghe, con mới biết ông lầm lạc đàn bà, mới biết chị Thủy Tiên vô cùng tàn nhẫn, nỡ cưới gạt ông rồi làm đám cưới với người ta. Vậy mà hồi nãy dân qua phải về, con chẳng thèm ra chúc mừng. Thấy ông bị xua đuổi lắm lời, mà làm cho lòng con vô cùng thương mong. Cảm ơn em và bà con biết xót thương đến một người lỡ bước. Ông ơi, đây là chiếc áo cưới của người mà ông quán giận, nhưng đó là chiếc áo mến thương của một đứa trẻ khờ. Dẫu ghét dân, con xin ông hãy nghĩ chút lòng này, vậy ông hãy mặc đi để đỡ sương che gió. Trong những ngày ông đi đó đi đây, ông ơi, con biết chắc rằng ông đi là không bao giờ ông trở lại. Để vậy con mua kim dưới trăng, thì chiếc áo này nó sẽ thay thế cho con, để tỏ lòng lưu luyến mến thương ông. Trời ơi, tình nghĩa vẫn có nằm trong lòng một đứa con nít, mà tại sao tim ta không có chút nghĩa tình chi? Thôi em và bà con hãy về chúng ta cất bước nha. Ông, nhà ông ở tại nơi nào, làm sao ông ngủ chỗ nào, ông ăn
mẹ cha bè bạn còn không, hay là trở tội thân ông một mình. Lẽ nào thân ông linh đinh trôi nổi như con đò không lai giữa dòng sông. Cối bay có bếp lửa hồng, lá cờ có cội nước sông có nguồn. Mồ côi cha mẹ như con cũng còn có chú bạc con thương tình. Còn ông là một thanh niên, lẽ nào như thế con chim lạc đàn. Thủy Tiên em, dạ. Đã đến chùa cổ dân, ta hãy dừng lại nơi đây và em hãy dạo lại cung đàn huyền diệu. Dạ. Lũ bay dẹp ngay cung đàn diễm ảo, và chúng bay hãy cút ngay khỏi cổ tự tôn nghiêm mà ái ân tình tự, rồi cắt hồn chúng bay ra nga muôn mảnh để yêu đương. Nguyễn Căn nợ trái quen, trời xui ta lại gặp một lần này đây thôi, rồi chia cách âm dương. Mi đã hết thời rồi mới xúc phạm cao lăng quân. Dạ. Hãy làm cho non ấy mù hết trông thấy nhân gian. À, trời ơi, quân tiểu nhân khốn nạn, đáng tàn nhẫn dùng gươm mà hủy hoại cuộc đời ta. Phải, mi phải mù chôn cuộc đời trong đêm tối, sông lê la mà sám hối mộng công hầu, vĩnh biệt người. Cao đã. À, mi đã gặp Triệu Sơn thì mi phải đền tội. Chết ta rồi. Anh Nguyễn Can. Trời, Nguyễn Can, con đã mù. Thầy, Triệu Sơn, Kim Mai, sư phụ ơi, con phải mù để không thấy đời nhung râm, cho lòng con bừng sáng nghĩa trai. Con phải mù để ôm hình phạt trọn đời. Con lại sư phụ Kim Mai, Triệu Sơn hãy ban cho một lời tha thứ. Thương đã là tha thứ. Anh Triệu Sơn, anh ơi, anh mặc chiếc áo ngữ hàng mà khiến tôi nhớ chiếc áo ngữ hàng năm trước. Phải, đây là chiếc áo ngữ hàng kỷ niệm. Trong một buổi tu tàn, trải bao cánh phủ vàng, nhưng nó vẫn còn tin anh. Tôi mặc nó vào thân trong những ngày sang đông. Còn tôi bỏ nó ở vệ đường, dứt nghĩa tình thâm ân. Ôi, đã 2 năm qua tôi vùi lấp cả mộng huy hoàng. Anh gây mưa gió ngập tràn trên bước đường công danh. Rồi nay phong vũ vừa tàn thì bao người cũ vẫn còn để chiếc áo cỡ hàng đã bọc nhiều nghĩa ân. Con xin lại sư phụ, vĩnh biệt Triệu Sơn và Kim Mai nhé. Nguyện can con, từ đây con mượn cửa Phật đài, áo chùa sẽ ủ xác thân tội lỗi, đuốc từ bi xoay sáng tấm lòng đen.